Bánh canh cá lóc là món ăn dân dã với giá rẻ, dễ ăn và luôn thu hút nhiều khách hàng. Chọn mô hình kinh doanh bánh canh cá lóc là rất tiềm năng và hiệu quả. Tuy nhiên, để nấu món bánh canh cá lóc ngon và vượt trội thì đòi hỏi người chủ phải có tay nghề cao và bí quyết riêng. Chị Sen hiện đang sống tại Bình Phước. Chị nhận thấy mô hình bánh canh cá lóc là rất tiềm năng khi kinh doanh tại nơi mình đang sống. Chị đã tìm đến thầy y để thọ giáo bí quyết chế biến món ăn này. Ngày đầu tháng 6 2024 thì chị Sen từ Bình Phước đã tìm đến thầy để học cái nghề sản xuất và kinh doanh bánh canh cá lóc. Đó thì món canh cá lóc phải nói hiện nay là món ăn phải nói rất là hot ha, là được nhiều người ưa thích, tạo cơ hội kinh doanh cho rất nhiều nhiều bạn kinh doanh vào cái món ăn này. Thì bánh canh cá lóc là đây là cái món mà theo nấu theo cái khẩu vị miền Trung, thành ra nó rất là hấp dẫn, dễ ăn. Đó, và cá lóc này là nguyên liệu cũng rất là phổ biến. Đó, và cái giá thành thấp. Mình xin chào MC, mình là Sen ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Nay mình xuống gặp thầy Y để mình học cái món bánh canh cá lóc của dân miền Trung về để triển khai mô hình kinh doanh bán đồ ăn sáng. Phương pháp xử lý xương cá, cách hầm xương trong thời gian ngắn để tạo ra nước lèo trong với vị ngọt tự nhiên, cách nêm nếm gia vị và bảo quản nước lèo là những công đoạn quan trọng được thầy Y chỉ dạy. Thì để là làm cái bánh canh cá lóc ngon á, thì thầy hướng dẫn cái cách từ chọn cái cá lóc, cách phi lê cá lóc ra. Và thầy hướng dẫn cách hầm nước dùng ha, từ xương cá, từ xương gà để hầm ra cái nước dùng trong trong cái bánh canh cá lóc. Cách ướp hương nêm gia vị để tạo nên cái nước lèo rất là thơm ngon, đẳng cấp trong cái món bánh canh. Thầy hướng dẫn theo hướng công nghiệp là sản xuất, làm với số lượng lớn, có thể làm nước cốt để dành, để bảo quản nhiều dùng nhiều ngày. Qua cái buổi học hôm nay á, thì mình cảm nhận được thầy rất là nhiệt tình, thầy giảng dạy cho mình rất là tỉ mỉ, chu đáo về cái cách mà khâu chế biến thực phẩm, cách chọn thực phẩm tươi sống và cách bảo quản vào các cái phần chi tiết như là nấu rồi chiên rồi ướp gia vị, tất cả các cái khâu thì thầy làm rất là cẩn thận và sạch sẽ gọn gàng. Thầy rất là nhiệt tình. Qua đây thì mình gửi lời cảm ơn thầy và cảm ơn cả đoàn bếp đã hỗ trợ giúp mình qua cái buổi học hôm nay ạ. Cách phi lê cá, ướp gia vị, hấp đầu cá và chiên cá là những bí quyết giúp tạo ra các loại nhân ăn kèm trong món bánh canh được thầy y hướng dẫn rất tỉ mỉ. Thầy đã hướng dẫn chị cách làm chả cá giòn dai từ mỡ và phi lê cá, cách ướp gia vị, hấp cá, cách chiên là những bí quyết tạo ra các loại nhân ăn kèm trong món bánh canh được thầy y hướng dẫn rất tỉ mỉ để tạo hương vị tươi ngon và đặc biệt. Cách pha nước chấm đặc sắc giúp tạo nên hương vị đậm đà cho món ăn. Thầy hướng dẫn về cái làm, hướng dẫn cái nhân cho cái bánh canh là gồm có cái từ cái cá lóc chiên đến làm chả cá lóc, cách xay thịt, cách xay cá, ướp cái phụ gia và cái gia vị để quết thành những cái miếng chả đó, rồi cách thắp chả, rồi cách chiên chả, đó là rất quan trọng để là tạo ra những cái chả cá chiên hay là cá chiên ha, rất là giòn thơm, cũng như hấp cái cá và cách bảo quản đóng gói. Sau khi mà kết quả hoàn thành rồi thì mình được thưởng thức cái sản phẩm của mình làm ra, thì mình nhận xét là cái mùi vị rất là thơm ngon và cái nước dùng rất là ngọt thanh mà không có cái vị ngán, nước béo giống như trên dân Bình Phước mình vẫn hay thường gọi, nên là mình cảm thấy ăn rất là ngon miệng và rất là tự tin tự hào vì mình sẽ triển khai và bán cái món bánh canh cá lóc này rất là sớm. Tất cả các quy trình chế biến của thầy y đều được xử lý theo hướng công nghiệp, giúp tiết giảm nhân công, giảm chi phí nguyên liệu rất đáng kể.
công việc làm của thầy hôm nay thì thầy hướng dẫn cho mình cái cách mà sản xuất một cái sản phẩm công nghiệp, nó sẽ là mô hình là lớn hơn, quy mô hơn, như là mình có thể là nhiều sản xuất ra nhiều tô hơn, bán hàng nhiều tô hơn, thì cái khâu tác phong rất là nhanh nhẹn, và cái cách trình bày rồi tất cả tiết kiệm được cái thời gian, rồi cái khâu mà chiết xuất nó gọn gàng, xúc tích, nói chung là mình cảm thấy rất là hài lòng. Chị Sen còn được thầy Y chỉ dạy phương pháp tổ chức bếp trung tâm, tổ chức bếp bán hàng, phương pháp bảo quản nguyên liệu để sử dụng cho nhiều ngày, giúp vận hành bộ phận bếp gọn nhẹ, giảm rất nhiều chi phí về nhân công và nguyên liệu. Thầy hướng dẫn cái sắp xếp cái quầy bán hàng, sắp xếp là ra đưa ra những cái tô bánh canh rất là nóng. Thầy hướng dẫn cả cái cách làm nấu để đưa ra, nấu lại nước lèo để làm ra đưa ra cái tô rất là nóng để... vì cái đây là hải sản thành ra nó cần cái độ nóng rất là lớn, tốc độ phải nhanh, đó là tất cả những bí quyết thầy chuyển giao cho các bạn học cái nghề này. Kết thúc cái buổi học hôm nay thì mình là học sinh mới, vì mình sẽ thực tập và sau đó mình sẽ viết cái cảm nghĩ của mình để cảm ơn tấm lòng của thầy đã giúp đỡ cho mình một cách sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy và chúc bếp của mình và chúc đội ekip của mình và thầy và gia đình luôn mạnh khỏe và nhiều sức khỏe. Với sự đam mê nấu ăn của chị Sen và được sự chỉ dạy tận tình từ thầy Y, chúng tôi tin tưởng chị sẽ kinh doanh thành công món bánh canh cá lóc tại Bình Phước, đem đến cho người dân Bình Phước được thưởng thức một món ăn ngon, giá rẻ, an toàn và hợp vệ sinh.